Bố về 20.000, 20.000 đó. 20.000 thì ta không được uống à? 50.000 là uống. 20.000 thì mày đã. Trời. Cái này mà ở trên kiểu là lại nhá. Ai nhỉ? Được nó đó. Chắc từ đêm qua. Gì đây? Đây xem nào. Nước gì đây? Bố thử ra đây. Đứng chỗ nắng làm gì? Vàng phát. Đây là chùa hay gì đấy? Đây là núi thần tài. Vào đây là chúng ta sẽ đi tham quan xung quanh trước, sau đó sẽ chuyển sang đi chơi các trò chơi ở trong này, nhiều như công viên nước. Bắt đầu đi tham quan thì đây là có một cái ngôi chùa, đây là chắc là thờ núi thần tài. Đây đấy, chùa rất là to này. Đẹp luôn, sen tất. Rồi có cái gì? Này có Phật thần tài rất to. Cầm á. Anh muốn ăn luôn à? Ừ. Không bận em một tí nào. Đây các bác nha. Bố cháu nha, không để à, không quan tâm gì đến mẹ cháu. Các bác nha cô, các bác phải bốc phốt bố cháu lên. Không quan tâm đến mọi người. Về nhà nha các bác nha. Bố cháu toàn hỏi chó là mày ăn à, toàn hỏi mẹ con cháu là chó ăn chưa, chứ không bao giờ hỏi mẹ con cháu ăn chưa. Đã liên quan. Tưởng em không uống bộ bò húc. Em là fan ruột của bò húc mẹ nhờ. Ngọt thế uống gì? Tẹo lên mua cho Loan mới. Nhớ nghe câu mua cho mình nhá, không phải là mình không mua, mình phải tiền. Ui, con rắn to chưa? Rắn đâu? Yeah. Đâu? Rắn đâu đó? Rắn đầu con rắn thò lên kìa. Bị thua ra đây mà xem. Chim. Công viên khủng long hay lắm khủng long ghê nhỉ, tốn xi măng đấy nhỉ. Quá.
Đây, đây là công viên khủng long. Đang đội nhà mình đâu rồi? À, khủng long đây rồi. Đây là khủng long bạo chúa. Đây con đìa bon T-Rex à? Đấy, bố chụp ảnh cho. Đi vào đây chụp ảnh. Xem siếc chưa? Sâu siếc à? Rất nhiều khủng long. Chúng ta đẻ ra một đống loài không? Trong này là vườn chim mà. Bên này bây giờ đang có biểu diễn xiếc cho các cháu. Hết rồi anh? Hết rồi, biểu diễn rồi. Xong này. Ô, khủng long đi bộ sợ quá. Sợ quá. Đàn khủng long đang đi bộ đây. Con này khủng long gà. Khủng long trong đấy có nóng không? Rất nhiều khủng long bạo chúa. Khủng long này hơi gầy nhá. Hello. Dưới này có chim hay sao nhỉ? Dưới này là lồng chim à? Xuống là... Cái con blue ấy, blue đang trèo lên. Đấy, con này đẹp này, đấy, con đằng trước này. Tôi đi ra quay nha. Đây, khủng long bạo chúa. Thằng con này là khủng long rồng, à khủng long rùa. Khủng long rùa này. Rất đẹp luôn. Gì á? Đi học thì gầy ngay rồi. Thằng này nó chỉ cả đam mê để đam mê thể dục thể thao. Con ơi, đâu ấy? Chim đây là vượt chim. Đấy là thể thao điện tử. Ờ đây vào đây vào xem chim đây. Ông sư tống đây. Chim thật mà anh. Ở trong có chim thật. Không, ở đây là nó lồng là chim thật hết mà. Đây chim thật bay vù á. Có được xuống không nhỉ? Có nhỉ? Vườn chim. Hiện bác đây là vườn chim đúng bao nhiêu công viên Kirua ấy nhỉ? Chưa thấy chim đâu. Đấy, chim hót líu loi rồi. Dưới này có cái ao này, được chim. Đi hai bên. Đến đây cụt rồi. Hai, không phải đây là
đây đây. Đây đây, không cần chụp nha. Đây ảnh đây, mẹ lấy ảnh xong. Chúng ta đang đi ở vườn chim. Ở đây rất nhiều loại chim nhưng mà rất nhiều chim mà từ nãy chưa nhìn thấy con chim nào. Chim này đi đâu hết rồi? Chú hết rồi, nắng này chú rồi. Ở đây có, ở đây gần đây cho mẹ. Ở đây người ta đã bảo là mấy bố con là không đi câu mà đi vào đây bắt chim. Từ nãy giờ chưa thấy con chim nào. Chả thấy con chim nào nhỉ? Đâu, chim bồ câu à? Có cả con vịt đầu xanh. Vịt đầu xanh, vịt bầu. Cả kia vẫn công kìa. Dưới bên phải kìa đây. Vẫn công với cả mấy con khiếu kìa, bạc má kìa. Rất nhiều cá quá à. Cá to lắm luôn ấy. Anh em cá là cá ba sa anh ạ. Ba sa? Ờ. Ờ, toàn cá ba sa. Con, à bố vừa bảo con ẻ kìa. Cả đang quay phim cái ẻ với đá. Vừa bẻ xong, tức là vừa bẻ xong gặp đúng cá ba sa hợp quá gì. Đi xuống. Đây, vườn chim này. Có chim gì? Kia có bên công nữa kìa. Đây, đây bên công. Kia, bên chim kia rồi. Bên này, bên này, bên này, bên này, bên này đang ngược nắng. Đấy, chim bay đấy. Đây, chim đây, một đống chim này. Chim gì? Đây, chim đây, ôi dồi, con gì màu vàng này. Ờ, đẹp chưa? Chim gì này? Đây, bảo hồ chim, chim vô té là đây ạ. Đứng như này thấy chim bay sắp tới, mấy con vàng đẹp hết này. Đây chim. Đây chim này đây à. Đây, con gì đây? Anh con chim ngay đây. Con đây, con ngay cây gốc cây đây, con này con gì? Chim chỉ à? Chim chỉ hả? Đây, con này á. Ờ. Bọn đi xuống ở đâu ấy? Bọn xuống đường nào à? Đây, vịt dài đây. Đâu? Đây, đang uống nước đây. Xuống đây quay đây, một đàn chim đây. Một đống chim đây này. Bảo không có chim. Một đàn chim đang ăn đây. Chim này chim gì? Đây bác, nhiều chim chưa này. Nhiều phết đây, con gà lôi kìa, con kia là con gieo trong góc kìa, đang bới cái đống gì đấy. Đấy, chim nó ở đây hết này. Ai? Đâu hả? Bới con gì kìa? Đúng bới run. Không, con đấy là con gì? Đây hả? Te le te đứng ở cầu thang luôn à. Khu này. Khu này là có nhiều chim. Cụ nào mê chim thì cứ vào đây ngồi kể dài. Anh em mê chim mê cá thì à, nó dạng người ngộ đi trên cầu thang nó có thể bay đâu. Đây con sáo. Thế hả? Đây con sáo này. Đây con sáo này nó không thể bay đâu. Đàn gà. Đó là khi bảo nó lên tay nó cũng đi nhỉ. Có đồ ăn đâu mà đòi nó lên tay. Đây. Nó dạng người ấy là chả buồn bay rồi đấy chưa. Đấy con sáo này. Nó quen rồi. Gà ấy kìa. Đúng. Quay đoạn gà này. Thế mà là ở đây mà đi một ngày là vừa đủ. Hay định sáng mai đi ạ? À? Sáng mai mà đi thì làm sao mà kịp. Có mà chả kịp. Ở góc kia có công trắng. Gà tre, gà tre. Đúng không? Này gà tre nhỉ? Gà tre, gà tre. Gà sao rồi trước đi, chả biết. Con kia đang tắm kìa. Đây bị lùa gà. Kìa là con gì kìa? Đúng rồi lốt. Với anh chạy đến cho bố anh đang định lùa gà cơ. À. Làm lên đầy chim ở trên cây kìa. Thiếu đâu. Chim. Đây con gì đang mò cua bắt cá đây.
À con này đang bắt cá này, trong này như có cá. Gà mắc cạn, gà đang tắm đấy. Đây không phải gà. Có con chim gì? Chị đấy, chim chị đấy. Không phải chim chị. Chị đỏ đấy, đầu đỏ chả chị đỏ. Nhưng mà chị đỏ chút chứ. Đây rồi. Con chim rất đẹp các bác này. Con này chim cháu. Vịt chơi, vịt chơi. Nhìn qua. Đấy, chào màu các kiểu này. Một đàn này. Một cặp vợ chồng vịt đây này. Một cặp vợ chồng vịt trời đấy. Con to là con đực. Nghe là nhà gì? Không. Đúng rồi. Hai vợ chồng nhà vịt này. Hai vợ chồng nhà vịt trong đảo chưa? Te 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 đi à? Không có vịt con à? Thằng này ế. Thằng ế này ế rồi. Thằng này đang tìm vợ, đang kêu tìm vợ thôi. Thôi đi. Ôi giời, con chim bồ câu. Cúp 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 cúp. Con bé Mili à? Ngan nhận được. Ben đừng đi, nó sợ. Chậm thôi. Bay mất rồi. Chim. Công đây đây, công đây. Thế con công thì sao anh? Một đàn công đấy. Đàn công luôn. Chào màu vàng. Đây, con này đẹp đấy. Con ra định ngồi cạnh nó mà nó bay đi. Con bạch, cái con bạch tạng gì à? Không à? Đua con này đẹp hơn. Đây, công. Đây rất nhiều cá ba sa. Toàn cá ba sa này. Rất đẹp luôn. Như vậy là đã tham quan hết vườn chim. Giờ lại đi sang chỗ khủng long. Wow. Đây giờ chim quá nhỉ. Rất nhiều chim đây à. Đàn chim đang ăn. Đó. Chim gì đấy? Chim chỉ, con này chim chỉ. Chim chỉ hay là cái kia này? Con này đẹp nhỉ? Chim chỉ này. Con này nè, trông giống con vẹt mà trông nó rất đẹp. Lai lai nhỉ? Ừ, đẹp thật.
Mới mỏ. Nào mình có đất rộng mình nuôi mẹ con này. Đẹp rồi, con này đẹp rồi đấy. Quả đầu giống oách này. Ừ. Thôi chim chỉ. Con này đại bàng con à? Đẹp. Đâu chim chỉ. Đứng quay ra đây. Đâu? Dã ngoại. Kham. Bến thuyền tình yêu, dòng sông tình yêu, u rừng tình yêu. Đâu rừng tình yêu ở đây hả em? Mãi dưới kìa. Đang chui ở hang à? Yêu đường gì nóng bức này. Chị nóng thật. Quyền cũng có gãy lưng. Nó phải lắp chục cân chưa, hơn năm mấy rồi. Đúng rồi, đẹp này. Lối vào rừng tình yêu à? Âm u hết à? Trong tối à? Rất là bí hiểm. Ba ơi đã. Nè nè. Tên tầng 3 luôn đó mà. Tầng 3 sao ạ? Xong anh xong anh. Đó, hết chưa? Bố nhanh lên, lên chút ta. Chưa thì tí mua cho nên xong được. Quá tải rồi. Quá tải đâu, nó còn cửa nó đóng thôi. À. Kiểu nó thế này cứ đuổi ra chồng. Ải thế nhỉ? Bà giữ cửa lâu quá nó mắng cho chứ làm sao nữa mà. Đấy là cái còi của giữ lâu. Mặt thằng béo. Cứ giữ ra cho cuối cùng đi ra ngoài, cho đi ngoài. Không mình đi đâu ạ? Cao đấy. Cái gì con đang đau đầu ơi. Đừng nhìn ra ngoài. Tập lấy, bảo bác lái xe trở về nhà nhá. Ta chỉ có bố thương pháp thôi chứ đi, đừng đeo nó không tay. Mà bác lái xe bác không trở về bà chút đi. Mặt quá nhỉ? Được. Chỗ này rất đẹp luôn, chiều quá. Đẹp đấy. Con này cũng định yêu mà đi ở đây. Mày đẹp luôn. Như quan dữ. Đây. Đứng đây là gần như là cái toàn cảnh của cái khu du lịch. Rất đẹp luôn. Chỗ này là đầu đấy là ngược nắng đấy, đầu đấy là ngược nắng này, đứng bên này này. Còn đây không cần hoa. Đến cầu đấy ngay luôn đến cửa cầu đấy bên cửa cầu đây. Đây mà là cầu thì chú đây là sông mà chú cứ bơi luôn. Có nhớ nhiều mà dùng tắm dưới tắm tiết dù chết thôi thế thì nhảy xuống sông cái kìa mình đứng ra tại khu vườn chim nữa ai có thương chưa vườn hoa vì to nhất là vì to nhất việt nam rồi cũng là to nhất châu Á nhất thế giới luôn. À, hai con gốm đẹp.
Đừng nhè mày xấu lắm. Để được rồi. À được rồi, đẹp. Hôn nhau lên. Tứ. À. Đi đi. Vừa con sóc to lắm bọn. Gì vậy? Đúng rồi á. Nó đẹp nhỉ. Đúng rồi. Để em thay cái ảnh avatar. Em cứ chụp đi. Điện thoại ra chụp. Bà hôm kia chụp. Không, chụp cận cận mặt cơ. Qua thì chụp mà cuối cùng có chụp đâu. Đây giờ đây. Đi lối nào? Thế chắc là gì cháu đi xuống tầng 2 này. Toàn vịt thì tình yêu thì toàn vịt thì. Đấy xuống đây anh ơi. Ôi, xuống đây. Xuống bên đây, xuống đây này. À, xuống đấy à? Bọn này nó đi hết xuống đấy rồi. Xem. Come on. Làm đôi vịt lại tiết canh nhỉ? Ngon. Quá hợp lý. Vị quá. Hai lòng bia rất là đẹp. Rồi, mất một vị luôn. Thì trời ta. Dòng sông lười. Lại vòng lên. Lại lên. Không đi lên trên thì xuống dưới. Có cái vòng quay gì kia. Đang nào ở nhà xuống dưới. Ở đây mà. Con. Cắt ô đi. Thì đối lại về thang máy. Ở đây thì người ta làm mấy con khủng long rất là đẹp. Nhìn rất là giống thật luôn. Đấy. Đây có con khủng long ăn cỏ này. Con này là Brachios gì này. Cuối kỷ Dura 160 năm trước. Hoa Kỳ, Châu Phi. Dài 20-30 cao 12 mét. To luôn. Bên khu này là công viên nước. À, đây là một công viên nước. Siêu to khổng lồ. Mẹ ơi, chị đây. Mẹ, đi thăm vườn chim chưa?
đi. Trời ơi, sao mang được con khủng long to thế này lên đây? Đây là khủng long kìa, nhiều chưa? Đối ngủ bao, đối ngủ bao. Đối ngủ bao. Đây có những cái viên đá hình trái tim rất đẹp. Đấy. Đá hình trái tim. Hore Sarut. Trước mắt các bác đây là trứng khủng long to như là thúng. Đấy, đây quả trứng khủng long to chưa? Đây là khủng long bạo chúa rồi. Tyrannosaurus thì phấn trắng 65 triệu năm trước. Sợ tiếng khủng long.